Một lần nữa thành phố Kiev đang bị tấn công. Có năm cái quả tiễn đã bắn vô ngay thành phố Kiev. Cùng một ngày, cùng một thành phố, người xếp của bên United Nations đã tới đây và ông ta đã chứng kiến nhìn thấy chuyện này xảy ra ở bên kia. No ông nói không thể nào mà chấp nhận được một cái chiến tranh cái kiểu như vậy xảy ra trong thế kỷ 21. Nhìn đằng kia kìa. Irpin and... Từ Erpen cho tới Bojanka tới Bucha. Where these once lay. Ông tới thăm những cái chỗ này. Đó là hồi trước, những chỗ này là xác chết đầy đường hết. <laughs> ở bên Mariupol, ở đó có gần cả trăm người lính. <laughs> những người ở đây, họ cũng đang chống đối lợi và đang trốn ở dưới nhà hầm. Ở ngay chỗ này, đó là một cơ sở của hãng thép trốn ở dưới đó. Gần đó nằm về ở Biển Đen. Nga đã bắn những cái quả tiễn từ ở bên ngoài biển bắn vô trong những chỗ của Ukraine. Theo của bên Nga nói, đây là họ bắn những cái chỗ mà vũ khí đưa tới từ ở những nước khác. Giống như của Hoa Kỳ đưa tới thì họ sẽ bắn bể đi. Trong lúc này, ở bên Ukraine rất là cần những vũ khí này. Và hiện tại ngay bây giờ, chiến tranh đang càng ngày thảm khốc thêm. Đó là nằm về hướng đông ở ngay thành phố Donbass, nằm về hướng bắc ở bên kia, lính ở bên đây. Họ dẫn cho đài xem một cái chỗ đang mở ra và họ đang đối mặt với cái chuyện như vậy đây là cái chỗ mà của nước nga hồi lúc trước ở chỗ này ngay bây giờ đã rút đi ukraine hiện tại đang chiếm được ở chỗ này và ở đây là ukraine đã bắn những cái đạn từ xa bắn tới chỗ này cho nên nước nga đã rút khỏi đây là những gì ukraine đang cần thiết những cái súng đạn bắn từ xa như vậy. Đó là họ cần những súng ống của Hoa Kỳ gửi tới cho họ. Đây là không phải là những vũ khí mà họ cần không. Và cũng cần thêm những cái drone để mà bay lên trời để xem, rồi cộng thêm những cái kit để mà về cho bị thương nữa. For the from the alive. Và cũng cần thêm những cái vũ khí của những cái chỗ mà họ gửi tới nữa cho bên Ukraine. $100 since the start of the war. Đây là từ hồi chiến tranh bắt đầu tới ngay bây giờ. Cái nhóm từ thiện đó đã đưa ra giúp đỡ khoảng chừng 1 million dollar để có tiền để mua những cái đồ đạc gửi qua bên Ukraine ở đây đối với chiến tranh một cái máy in một cái điện thoại thôi thì nó cũng trở thành một cái rất là cần thiết và đây là chuyện sự thật nó xảy ra như vậy khi mà chiến tranh tất cả cái gì cũng cần